Thưa quý vị, vào ngày mùng 1 và ngày mùng 3 tháng 7 vừa qua, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập không chuyên. Biết được kết quả, nhiều bậc phụ huynh và cả các em học sinh có người vui mừng nhưng cũng có người buồn bã, có người còn chia sẻ rằng muốn trốn chạy vì không dám đối diện với sự thật. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể chấp nhận điểm số và có thể vượt qua được cú vấp ngã này để có thể đi tiếp, chinh phục thành công? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện cùng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, giảng viên cao cấp Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Cùng với những hình ảnh mà quý vị vừa theo dõi thì chúng ta sẽ đến với cuộc trò chuyện về một chủ đề mà tôi nghĩ là năm nào cũng vậy, đến hẹn lại lên chúng ta lại nói về câu chuyện này, nhưng có lẽ chưa bao giờ nó chấm dứt, chưa bao giờ nó ngừng lại cả. Đó là câu chuyện về áp lực cũng như là tâm lý của các bậc làm cha làm mẹ, sau đó là đến các bạn học sinh sau khi mà nhận được kết quả của những kỳ thi rất quan trọng ở trong cuộc đời. Đầu tiên có lẽ phải nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà lý giải cho chúng tôi là cái tâm lý, cái áp lực đó nó đến từ đâu với các bậc phụ huynh và với các em học sinh ạ? Dạ vâng. Có lẽ là rất nhiều phụ huynh ngày hôm nay cũng đã đang trong rất nhiều tâm trạng. Có người phấn khích, thì có người thì lo lắng, thất vọng, và có người thì có thể rơi vào những cái trạng thái rất là tiêu cực. Có lẽ là những cái áp lực mà phụ huynh đang gặp phải thì nó đều đến rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Ví dụ là ngay từ cái kết quả của con, với cái sự kỳ vọng của chính bản thân mình, rồi những cái áp lực của những người xung quanh, bởi vì là con mình có thể là không đạt được những cái điểm mình mong muốn, nhưng mà bạn bè, đồng nghiệp thì đều có những cái kết quả rất là tốt của con em mình, họ rất là hạnh phúc và sung sướng. Đấy là cái áp lực. Và một cái điều rất là quan trọng đó là nhận thức của các bậc cha mẹ thì luôn giới hạn cái sự thành công của con, bởi vì là thường cha mẹ lại mặc định rằng là con phải vào được cái trường tốt thì con mới có thể phát triển được, còn con nếu mà trong ngầm trượt cấp 3 thì cái tương lai con như thế nào thì rất là lo lắng. Chính sự lo lắng đó thì lại chuyển những năng lượng tiêu cực đấy đến với con, và giữa mẹ, bố mẹ với con cái thì tạo ra cái sự căng thẳng, và sự căng thẳng này lại quay ngược trở lại, nó gây ra cái áp lực vô hình. Có lẽ là rất nhiều phụ huynh đang ở trong cái tâm trạng là như vậy. Vâng. Thật ra chúng ta cũng phải nhìn nhận với nhau là cái tâm lý yêu thương con này, mong một cái tương lai tốt đẹp cho con này, hay là lo lắng về kết quả của con, là một tâm lý dễ hiểu với các bậc phụ huynh, và chúng ta hoàn toàn chấp nhận cái điều đó. Tuy nhiên là thể hiện cái điều đó ra như thế nào, đặc biệt là trong những cái giai đoạn vô cùng quan trọng với các bạn học sinh như là ngưỡng cửa bước vào đời vào lớp 10, đúng không ạ? Đầu tiên có lẽ để con chấp nhận, để con thoải mái thì cha mẹ phải chấp nhận đã. Làm thế nào để chúng ta chấp nhận trong khi bản thân chúng ta còn quá nhiều những lo lắng, những áp lực, những kỳ vọng như vậy ạ? Vâng, đây chính là cái vai trò làm cha làm mẹ đây. Nhiều khi cha mẹ thì yêu thương con, và yêu thương con thì luôn luôn thể hiện bằng hành động và bằng cả những cái ứng xử, rồi cũng như là những cái trạng thái của mình. Thì tuy nhiên thì những cái trạng thái mà cha mẹ thể hiện nó đẩy vượt quá những cái gọi là bề mặt cảm xúc ấy, ví dụ như là sự thở dài, rồi thể hiện cái sự thất vọng, rồi chán nản, thì chính cái điều này nó lại làm cho con mình rất là khó khăn để có thể mà vượt qua những cái áp lực. Chính vì thế cái bậc cha mẹ đầu tiên phải kiểm soát cảm xúc của mình và phải xác định luôn những cái phương án để mà có thể đồng hành với con, chứ không phải là chỉ trích, chứ không phải nhìn vào điểm số để mà đổ lỗi cho con rằng con đã không nỗ lực, con đã không cố gắng, mà hãy coi rằng đây là một cái thử thách để con mình có thể có thêm những cơ hội khác. Và khi cha mẹ cấu trúc lại cái nhận thức như vậy thì cha mẹ cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và thoải mái hơn rất là nhiều, và cha mẹ lúc này nó sẽ có nhiều những cái có thể cái phương án để mà trao đổi với con, đồng hành với con và cùng con xây dựng cái kế hoạch và lộ trình. Và như vậy thì mọi chuyện nó cũng sẽ dần dần nó sẽ trôi qua thôi. Vâng, quả thật khi mà anh Nam nói đến những tiếng thở dài hay sự im lặng hay là những cái ánh mắt trách móc thì bản thân tôi cũng cảm thấy sao mà nó nặng nề thế. Đến chúng ta còn cảm thấy sợ tất cả những điều đó, thì chúng ta không hề muốn con cái chúng ta phải gánh chịu tất cả những điều đó, đúng không ạ? Nhưng có lẽ là không nên đợi đến lúc biết kết quả rồi chúng ta mới có những cái hành động hay có những cái ứng xử về cái kết quả đó. Phải chăng chúng ta cũng nên có những cái gọi là bước chạy đà cho tâm lý của chính chúng ta và tâm lý của các con, để các con có thể có được cái sự chuẩn bị tốt nhất, một cái hàng rào bảo vệ tinh thần của mình tốt nhất cho những cái kết quả này? Hoàn toàn chính xác đấy. Chúng ta thấy rằng là các bạn trẻ khi mà rơi vào những cái khủng hoảng với cái điểm số không đạt được, thường là các bạn ít có những cái trải nghiệm về cái sự thất bại. Chúng ta vẫn hay nói với nhau là thất bại là mẹ thành công, đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì là các bạn được bao bọc quá mức, rồi các bạn được chuẩn bị rất là nhiều những cái điều kiện khác nhau, và bên cạnh đó là cái sự kỳ vọng rất là lớn của gia đình, khiến cho các bạn khi rơi vào khủng hoảng là thường là các bạn sẽ rơi tận xuống dị đấy. Cho nên cái câu chuyện lúc này là cha mẹ phải có sự chuẩn bị tâm lý cho con từ rất là sớm. Ở đây chúng ta đang nói với cái câu chuyện về hướng nghiệp và phân luồng. Rất là nhiều các bậc phụ huynh là khi con mình đến lớp 9 thì bắt đầu mới nghĩ đến một cái phương án, mà phương án duy nhất thôi đó là phải vào được trường công lập. Phải vào được cái trường mà chất lượng cao, và cho rằng là trường công lập thì chi phí nó rẻ, và trường chất lượng cao thì con có cái môi trường nó tốt,
còn không tính toán đến các phương án khác. Có thể có những cái trường cũng là công lập nhưng ở những cái khu vực này hay địa bàn kia có thể cái mức điểm số họ lấy nó phù hợp với năng lực của con mình hơn, thì nhiều khi lại không tính toán và không có sự chuẩn bị. Bên cạnh đó thì cái hướng mà học nghề hay cái hướng mà học các trường trung cấp ấy thì không phải là nằm trong nhiều sự lựa chọn của các bậc phụ huynh. Và chính vì thế khi mà con bước vào cái kỳ thi vào cấp 3 thì mặc định rằng là con sẽ phải vào cái trường này hay trường khác. Cho nên tôi nói về cái câu chuyện là cha mẹ hãy chuẩn bị trước. Chuẩn bị trước về mặt tâm lý cho con, chuẩn bị trước về mặt điều kiện cho con, nhưng hãy để cho con tự cái quyết định cái con đường và cái sự lựa chọn của con mà cha mẹ đồng hành bên cạnh để tư vấn, để hỗ trợ thôi, chứ không phải chúng ta làm thay hết. Nếu chúng ta làm thay hết thì khi con gặp thất bại thì cái thất bại đó sẽ nhân đôi lên cái nỗi đau. Vâng, cuối cùng thì chúng ta, những bậc làm cha, làm mẹ, những người đã đi trước rồi, nên ứng xử như thế nào, nên nói điều gì với con trước những cái thất bại mà con có thể phải đối mặt trong kỳ thi này ạ? Tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải suy nghĩ rằng là cái việc thi ở cấp 3 với những cái điểm số khác nhau có thể không đạt như kỳ vọng thì đấy cũng phải là cái thất bại. Mà có lẽ đây là một sự khởi đầu để chúng ta tìm một cái con đường khác, một cái hướng đi khác hay một sự lựa chọn khác. Nếu chúng ta tư duy ra như vậy thì mọi thứ nó trở nên rất là nhẹ nhàng, không sao. Chúng ta sẽ tiếp tục cái con đường đi, bởi vì là cái hành trình mà các bạn học sinh nó rất là dài. Các bạn còn có 5 năm rồi 10 năm để vẫn tiếp tục có thể học tập, mà xã hội chúng ta là cái xã hội mà chúng ta đang để mạnh là học tập suốt đời. Cho nên cái câu chuyện rằng là cái ngày hôm nay với cái sự kỳ vọng không đạt được thì nó lại mở ra những cánh cửa khác. Và đấy chính là cái cách mà các bậc cha mẹ trao đổi, đồng hành cũng như là ở bên cạnh con. Bởi cái sự ở bên cạnh con này không phải việc là chúng ta giám sát con 100% thời gian đâu, mà đồng hành với con đây là chúng ta cùng với con xây dựng cái kế hoạch, lập cho con một cái lộ trình, và con sẽ là cái người mà thực hiện cái lộ trình và kế hoạch đó với một cái tâm trạng phấn khởi và hài lòng với những cái gì mình đang có. Vấn đề quan trọng nhất là cha mẹ đánh giá cái quá trình và động viên sự nỗ lực hơn là chỉ tập trung vào những cái điểm số trước mắt. Vâng, với những chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà thì tôi nghĩ rằng mở ra một cái cánh cửa rất là mới, là đây không phải là một thất bại mà đây hoàn toàn có thể là một khởi đầu cho một chặng đường học tập trong tương lai của các bạn học sinh, và đồng thời là sự đồng hành của các bậc làm cha làm mẹ. Và chúng ta khi mà đi trước rồi thì chúng ta thấy là cái chặng đường học tập là một cái giai đoạn nào đó ở trong cuộc đời thôi, còn rất nhiều thứ đang chờ đón các em. Vậy mong là các bậc phụ huynh cũng sẽ có những cái sự lựa chọn về cả con đường, về cả tâm lý để đồng hành cùng với các con của mình, để các em có một cái tương lai thật là sáng lạn, thật là rực rỡ cho chính các em.